Nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho Phượng Loan được gửi lời kính chúc tất cả quý bà con cô bác của mình thật là nhiều sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Thật là cảm động, phải nói là giờ phút này mà rất là khuya rồi mà tất cả cô bác còn ngồi đây là một điều rất là xúc động đối với Phượng Loan. Vâng, bài hát đầu tiên Phượng Loan xin gửi tặng cho tất cả quý vị trong buổi lễ hôm nay. Bài hát được mang tên Mộng, một sáng tác của cư sĩ Chánh Đức Pháp. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười dở mộng mê say. Cảm nhận ý thơ từng phút từng giờ, tâm tôi biến đổi. Hòa quyện với tiếng đàn tôi ca bài, giọng cô gửi gắt trần ai đang cùng tôi đi trong biển khô sông sâu. Xin người hãy tình tâm mà nghe ngút vào đầu. Gá thân mộng lần ân sư nhắc nhở, bởi xác thân này do tứ đại mà nên. Đất nước gió lửa nếu đã rã tan thì coi thịt xương cũng dần dần tan ra. Có giấc mộng nào lâu dài yên ả? Có thân xác nào mãi còn theo năm tháng? Dạo cảnh mộng, nếu như ta quán tưởng cảnh sắc của mênh mông, nhưng ta cùng gia ta tạm trong đời. Thế mới có câu vật đổi sao dời. Theo lý nhân duyên, Đức Thích Ca đã dạy, đủ duyên thì thành, mà duyên hết lại tan. Biết mộng rồi đi sang tâm an, sống trong mộng nhưng không khổ đau vì mộng. Trương cảnh mất còn lòng không sao động, và có nụ cười giác ngộ an vui. Ta bao đời do mê mờ bùa văn, để vô minh che lấp chân tâm mình. Lầm tưởng sống lâu dài, núi sông nào thay đổi. Trời đó thăng nhiên hoa lá luôn tươi đẹp, nhưng nào ai hay chỉ là mộng. Là mộng thôi thì người ơi đừng bận tâm chi đến chuyện thịnh suy vinh nhục. Đời ta có rơi vào cảnh trong ngay đục điều do nhân xưa mình đã gieo trồng. Hoa mới đã tươi hồng, nhưng phước đức cõi nhân thiên cũng là mộng. Phước đức không còn như mộng vỡ tan. Bao nhiêu cảnh đẹp trần gian, phải đâu là thật buộc ràng khổ khổ.
làng dài ông cần tiếp đời là mong tâm chân quay về. Tâm chân như không hình không bóng, không sắc màu nhưng diệu dụng làm sao. Mắt thấy sắc, tai nghe rõ âm thanh, ấy cũng từ nơi tâm mà biểu hiện. Nhưng có mấy ai được một lần hiện diện, cứ để cho khách trần trói buồn muôn lối. Sống trong mộng, trong vô mình nu tôi vui với niềm vui giả dối lạc lầm. Qua giác ngộ phút nhiên hé nở, biết rõ vô thường thành trụ hoại không. Ngài ghi lời mộng nhắn cùng khách mộng, biết mộng rồi hãy tin mộng đi.